Hello, xin chào các bạn đã trở lại với channel Miễn Sao Cho Đời Của Mình. Thì thực ra hôm nay mình mới có thời gian review các bạn một cái mô hình mới. Tại vì tuần rồi mình khá là bận, nói chung hơn một tuần rồi là mình làm thêm bữa tối ở công ty á, thì ra là không có thời gian quay nhiều. Vừa về nhà là cũng 9-10 giờ tối rồi nên là khá là mệt, nhiều khi ngủ luôn. Đó, thì hôm nay gần lễ thì mình mới thu xếp review cái mẫu mô hình mới này. Thì nói sơ về nó trước ha. Thì đây là cái mô hình T-Rex của hãng Beast of the Mesozoic của Mỹ nha, của nghệ nhân David Silva làm. Thì con này nó có hai tỷ lệ là 1:35 và 1:18. Thì mỗi cái tỷ lệ nó sẽ có hai màu. Đó, thì của mình là cái màu nâu này nè, là màu thường. Nó có một màu đặc biệt nữa phiên bản Limited, màu đen gì đó, kỷ niệm theo cái phim như là cái phim tài liệu hay gì Walking with Dinosaur á, nếu mình nhớ không lầm là vậy. Rồi có cái 1:18 thì cũng là một cái màu thường con này, và một màu đặc biệt nữa. Thì cái màu đặc biệt đó mình có một con, nhưng mà hiện tại thì nó quá to với lại cũng chưa có sắp xếp được thời gian để review. Hôm nay mình sẽ review trước con này ha. Thì giờ sau đây mình sẽ tiến hành unbox. Rồi thì nhìn sơ bóc nó thì cũng không có gì đặc biệt, mấy thông tin này kia hẳn thôi. Đấy. Cái này là series loài những loài dòng họ của T-Rex. Đó, có nhiều con dưới đây này. Bây giờ sẽ lột ra. Thành ra cái con này mình cũng nấn ná, mình chưa có muốn review, tại vì mỗi lần unbox này nó hơi lâu. Hôm nay thôi tính điều cho đủ review nó luôn. Chứ cũng không biết khi nào có thời gian review nữa. Đấy. Thì đây bên hông thì nó sẽ có một cái cạc bên đây, còn em nó đây có. Thì để mình cắt mấy cái dây này kia rồi mình sẽ quay trở lại các bạn ha. Rồi thì sau một hồi trầy đập gắn nó rồi mình dùng máy sấy này kia các kiểu thì cuối cùng mình cũng gắn được cái đuôi vô. Đó, thì giờ đầu tiên là nhận xét về scope trước ha. Đó thì về scope thì khỏi nói rồi, những cái mẫu mô hình của Mesozoic này á, thì mình thấy scope rất là ok, làm rất là có tâm luôn. Đó. Và có thể thấy cái những cái detail vẫy này kia này ấy, rất là chi tiết. Những cái nếp nhăn ở cổ nè, da nó đùng đùng nè, nó vẫy nè, mắt nè, mấy cái gờ trên mắt này kia, mấy cái là cái thớ cơ thì cái kiểu rất là ok. Đó, nhìn có thể thấy chi tiết rất là rõ. Để mình không có thêm zoom kỹ hơn không. Đó. Sơn thì mình theo mình thì màu sơn của hãng này á thì nó đâu đó cũng rất là tự nhiên, tại vì những cái màu này đều dựa trên một cái màu sắc của những cái con động vật thời nay, những cái con chim này kia hoặc là thằn lằn này kia đó. Thì họ bò sát các kiểu thì họ giả lập lại trên những cái màu sơn của con này. Thì không cũng không thể nói đó là màu sơn đồ chơi hay màu giả này kia được, tại vì thực sự là những màu này và những cái họa tiết này đều có thật, chỉ là cái cách thể hiện hay là lên một mô hình đồ chơi thôi. Đó. Thực ra nếu mà nói đây cũng không hẳn là một mô hình đồ chơi đâu, tại vì giá nó cũng khá là cao rồi, gọi là một dạng action figure cao cấp. Đó. Cái phân khúc người chơi này nó cũng khác nữa, nó không giống Mattel, tại vì Mattel thì theo phim, còn con này thì theo khoa học. Đó. Đây về phần đầu nè, các bạn có thể thấy nè, đó những chiếc răng nó trong sơn rất là ok, rất kỹ luôn, đó, từng cái răng một, đó. Không có lem nhiều. Phần màng miệng thì bên trong. Bên trong màng miệng các bạn có thấy là nó sơn cái lưỡi màu khác hẳn với cái màng miệng luôn. Đó, cái kia màu hồng. Còn cái lưỡi thì nó qua màu đỏ nhiều hơn. Con này thì mắt màu xanh dương. Đó, mình rất là thích cái màu mắt này. Còn lại là cái tông màu chủ đạo của nó là màu nâu. Nâu có nhiều nhiều sắc độ của nâu. Có nâu vàng nè. Rồi nâu đỏ, nâu đen,
đó. Đây là vàng kem, nó có mấy cái lớp quát vô chi tiết này, cái màu đỏ đỏ này đó, nó nổi hết những cái vảy này kia lên rất là đẹp đó. Đây là thêm một màu khác nữa, ba tông này kia sơn rất là tự nhiên, đuôi có phần chuyển cam ngay phần đuôi nữa. Thì đâu đó thì cái phần đuôi nó cũng nhiều khớp hơn mắt teo mình đó, một khớp đây, hai khớp, ba khớp, bốn nè, năm nè. Thì cái khớp đây thì phải đổi cái chân kia, phải đổi cái chân này mình đó, khớp cái tay này. Chỗ này là nó hơi gồ lên trên, nhìn hơi khó chịu chút với mình thôi, nhưng mà ở một số góc độ thì cũng khó thấy, chỉ nhìn ngang thì thấy nó hơi, cái chỗ này nó hơi thấp so với này đó, miệng kia răng khó là này, khó lấy nét quá tại nó khá nhỏ. Để mình thử nhân hai đấy, là nó thấy chi tiết rồi. Giờ nhìn giờ zoom như vậy mình cũng nhìn mới thấy luôn, có một lớp quát rõ đậm vô cái phần lưỡi nữa, rất là chi tiết, làm rất là chỉnh chu luôn. Rồi giờ mình sẽ thử thay mấy cái chân khác vô coi như thế nào nha. Kết thúc review thì mình đánh giá cái mẫu T-Rex action figure này của David Silva của hãng Mezozoic á, thì mình cá nhân mình thấy á, thì về tạo hình, về chất lượng chi tiết, scope, màu sơn này kia, rồi những cái bộ phận này kia, những cái thứ khác á, mình thấy khá là chỉnh chu, rất là đẹp, thì mình đánh giá nó cũng khá tốt. Rồi chỉ có nãy giờ thực sự trải nghiệm cá nhân mình về phần khớp á, thì nó một số chút chút chặt xíu, tức là khi mà gắn này kia thay thế cái bộ phận cũng hơi khó khăn, và có vẻ là do, có thể do cái nghĩ khách quan thôi, là một phần do nó còn quá mới nên là những cái khớp nó chưa có chuyển động nhiều nên nó bị cứng. Các bạn cứ ví dụ như một cái sản phẩm mà các bạn bẻ tới bẻ lui nhiều á, thì cái khớp đó thì nó sẽ lỏng hơn và dễ cử động hơn. Đó, thì hiện tại thì mình cũng không có vội đánh giá nó là tốt hay chưa tốt nữa, mà cho đến bây giờ thời điểm hiện tại thì mình gắn này kia vô đế này kia cũng ok hết rồi, bâu này kia bẻ dáng rất là ổn đó, thì cũng chưa có gì mà không tốt, chỉ là cái lúc mà mình trải nghiệm thì nó hơi khó khăn một xíu đó. Giá em này thì mình mua cũng khoảng 2 triệu mấy á, thì về cái tầm giá này thì tính ra nó vẫn hơi cao so với những cái dòng action figure mà khủng long. Nhưng mà thực ra thì hãng này là một trong những hãng duy nhất mà mình thấy là chất lượng màu sơn này kia rất là tốt, còn bên ngoài thì mình chưa thấy hãng nào cũng ý là chất lượng ngang ngang như vậy. Thì mình nghĩ là nếu bạn nào thích á, thì nên mua những em này đó, mà chưa kể nha, đây là cái con tỷ lệ 135, tại vì bên ngoài nó còn, ngoài ra nó còn có những con tỷ lệ 118 nữa, thì biết đâu những cái con đó nó khớp nó tốt hơn, tại vì nó to mà các bạn, nó to thì thành ra là bẻ này kia cũng dễ nữa, bẻ khớp này kia nắng bâu ok hơn, chi tiết thì nó cũng sẽ không bị gò bó nữa. Mà cái màu sơn lúc đó nó vì nó quá to nên màu sơn những cái phần đó thì họ có thể có nhiều đất để diễn hơn, sơn được nhiều màu hơn. Tại vì theo mình thấy á, cái màu này nè, các bạn có thể thấy nhìn sơ qua thì nâu mà nó phần đỏ này hơi nhiều. Tuy nhiên ở con 118 thì theo mình để ý thì nó sẽ đâu đó pha một chút màu cam vô nữa, tức là nó không đỏ hẳn đâu, nó đỏ nhưng mà vẫn có một xíu chỗ nó màu cam, nó chuyển nhiều hơn. Đó thì nó cảm giác là nâu đỏ đen cam, còn con này thì nhìn tổng thể nó chỉ có là nâu đỏ đen thôi. Đó thì trải nghiệm cá nhân và ý kiến của mình là vậy. Đó, nếu các bạn thích những video như thế này hãy cho mình một like, một sub nha. Đó, thì được thì mình sẽ review thêm những con dòng của David Silva luôn. Đó, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.